thần thổ địa. Đệ tử bái mời Tứ Hải Long Vương hạ đàn kính lễ. Đệ tử cần thỉnh Đông Phương Nguyên Soái cử 9.000 binh mã hộ vệ thanh đàn. Đệ tử cần thỉnh Nam Phương Nguyên Soái cử 77.000 binh mã hộ vệ thanh đàn. Đệ tử cần thỉnh Tây Phương Nguyên Soái cử 55.000 binh mã hộ vệ thanh đàn. Đệ tử cần thỉnh Bắc Phương Nguyên Soái cử 33.000 binh mã hộ vệ thanh đàn. Đệ tử bái thỉnh Lên Sư Tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thế Tôn cùng chính nhất tổng quản đại thần tài cử các vị thần tướng, thiên tướng, thiên binh, thiên mã, các vị thần tiên ngũ lôi bộ hạ đàn ở trung tâm. Đệ tử bái mời Ngọc Hoàng Đại Đế hạ đàn đại xá thiên hạ. Bảo Sớ Kính Thiên khởi tâm thắp nến hào quang sáng bừng, tâm thân thanh tịnh gạt bỏ phiền ưu, thái thượng đại đan từ quang phổ chiếu, đệ tử cung thỉnh lên chư vị thần tiên chứng đàn. Hương phần bảo đỉnh khí đạt huyền không, thần nhân hợp nhất yết kiến nguyệt cung, thần thông linh hiển pháp hiện cửu vân, đan điền linh tụ tâm quy mệnh lễ, đệ tử xin bái tạ lên chư vị thần tiên. Kính lạy Thượng Đế. Kính lạy Hỗn Côn Sư Tổ. Kính lạy Hồng Quân Lão Tổ. Kính lạy Hàng Ma Đại Đế Thánh Quân, Trừ Ma Đại Đế Thánh Quân, Giáo Hóa Đại Đế Thánh Quân. Kính lạy Ngọc Hoàng Đại Đế. Kính lạy Đông Phương Thanh Đế, Nam Phương Xích Đế, Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế.
kính lạy Vương Mẫu Nương Nương, kính lạy Tam Thanh Sư Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Nam Mô Lục Tổ Phật, chư vị Như Lai Phật Tổ. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang, cùng chư vị Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính lạy Càn Khôn Đại Chiến Thần Cửu Thiên Huyền Nữ Sư Tổ, Thái Thượng Lão Quân Sư Tổ, Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế Sư Tổ. Kính lạy Sư Tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Kính lạy Chính Nhất Tổng Quản Đại Thần Tài cùng chư vị Thần Tiên Ngũ Lôi Bộ. Kính lạy Tứ Hải Long Vương. Kính lạy chư vị Thần Tướng, chư vị Thượng Thần, Thượng Đàm Thần Tướng Thiên Thiên Tướng, Trung Đàm Thần Tướng Thiên Thiên Binh, Hạ Đàm Thần Tướng Thiên Thiên Mã cùng chư vị Thập Nhị Bát Tú Tinh Quân. Kính lạy Hội đồng Chư Tiên, Phật, Thánh, Mẫu, cai quản mười phương trong tam giới. Kính lạy chư vị Sơn Thần, Long Thần, Thổ Địa, cai quản các cõi, nhân gian, địa phủ trên khắp hành tinh này. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, niên vận Canh Tý, giờ Canh Ngọ. Đệ tử Lương Ngọc Huỳnh cùng các pháp sư trong trường phái nhất tâm quy mệnh lễ, xin được sửa soạn lễ vật nhang đăng cung kính bái thỉnh lên Thượng Đế cùng chư ngài, xin được kính tấu sớ văn như sau. Muôn tâu Thượng Đế cùng chư ngài, xuân mới Canh Tý ở trần gian tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bùng phát virus corona gọi là nCoV. Từ địa chỉ này, nCoV đã phát tán ra khắp năm châu bốn biển, làm cho loài người hoảng loạn, bệnh tật tang tóc xảy ra ở khắp nơi. Tiếng la khóc gào thét kêu trời ở khắp chốn nhân gian. Không những thế, virus corona nCoV còn làm cho nền kinh tế của khắp thế giới đảo lộn. Nhiều quốc gia, nhiều công ty gặp vô vàn khó khăn. Người dân thất nghiệp tràn lan, học sinh không dám tới trường, nhiều người bị cách ly, các khu du lịch, các đền chùa, miếu mạo, nhà thờ hoang vắng, nhiều người sùng bái đạo trời không dám đến cầu nguyện. Hôm nay, con lập đàn lễ giữa thiên địa trước án thờ Càn Khôn Đại Chiến Thần Cửu Thiên Huyền Nữ Sư Tổ trên đỉnh núi Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam. Xin cung kính, khấu đầu, bái thủ, thỉnh tấu lên Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên, Phật, Thánh Mẫu, giáng hạ, chứng đàn cho phép con được mời Nguyên Thần, Linh Yêu, virus corona nCoV đến trước đàn lễ để hòa giải lý lẽ. Nguyên Thần Corona nCoV lắng nghe thầy giảng pháp kinh. Con được sinh ra tại thành phố Vũ Hán do người Trung Quốc chế tạo và phát tán. Vì vậy, con hãy hỏi chủ nhân của con rằng họ sinh ra con để làm gì? Điều đó chỉ có chủ nhân của con mới trả lời được cho con. Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới không sinh ra con, họ vô tội. Vì vậy, con hãy quay về nơi đã sinh ra con, hỏi tội chủ nhân của con, đòi hỏi lý lẽ và lời giải thích của họ. Nếu có trừng phạt thì hãy trừng phạt họ, chứ con không được quấy phá nhân dân Việt Nam
và nhân dân thế giới. Điều đó là trái với đạo lý thiên địa. Hôm nay, thầy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly và hoa quả. Thầy cũng chuẩn bị 99 phi thuyền hình dáng của con, có đủ ngũ sắc để con quay lại Vũ Hán, Trung Quốc, nơi mà con đã được sinh ra. Chỉ có ở đó, các con sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất. Trước đàn lễ, thầy có chuẩn bị cháo đỗ xanh, hoa hồng, hoa ly để các con được hưởng thụ. Mời các con hưởng thụ. Sau khi hưởng thụ xong, thầy mời các con lên 99 phi thuyền để quay về nơi mà các con sinh ra. Hôm nay trước uy linh của Thượng Đế, thầy cung tiễn các con về với Trung Quốc, quê hương của các con. Tạm biệt Corona and Covid. 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 Thầy tạm biệt các con. Cho thầy một hồi chuông. Kính lạy Thượng Đế cùng chư Ngài, con xin phục nguyện giải trừ sớ phạm, chi bệnh, kỳ đảo tương tinh, tai họa tiêu trừ, quỷ thần bất phạm, tà ma tốc khứ, niên chi, tuế mệnh canh tí, phạm tứ thời chi ách, ngũ hành chi ách, bát nạn chi ách, dịch bệnh corona and covid chi ách, thiên la địa võng chi ách, cầu xin được giải. Đệ tử phụng tiên thiên nhất khí sắc lệnh ngọc hoàng chỉ bộ ôn dịch, tiêu trừ ôn dịch, tốc tốc chỉ bộ, thừa tái cát tường. Đệ tử cầu nguyện càn khôn minh tác, khí tượng thanh hợp, thiên thời ấn lộ, địa phúc tường yên, tứ thời bách tiết, vạn vật sinh thành, các bảo bình an. Con xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư Ngài Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu ban cho nhân loại vô tai, vô họa, đoạn diệt chư hung, vạn bệnh tiêu tan, nhân an vật thịnh. Con cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam bách phúc vô lượng, quốc gia thái bình, hưởng vinh thù huệ, thế thế chi an, thiên thiên thu, vạn vạn tuế. Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ.
tử bái mời các vị thần tiên ngũ lôi bộ giúp đệ tử tiễn đưa tất cả virus corona quay trở về Trung Quốc, nơi sản sinh ra corona. Đệ tử bái mời các vị thần tướng, thiên binh, thiên mã giải trừ vận khí cho toàn thể quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ tử bái mời Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đệ tử bái mời chư vị thần tiên ở Thiên Y Viện. Đệ tử bái mời Từ Hàm Chân Nhân. Đệ tử bái mời chư vị thần tiên gia trì pháp lực chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân nhiễm môn dịch tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trên toàn thế giới. Bái mời các vị thần tướng, thiên tướng, thiên binh, thiên mã cùng chư vị thần tiên chuyên diệt quỷ ma chốn âm, Nhật Tuất Đông Phương, Bạch Ngọc Huyệt, Sang Thủng Bách Độc tận tiêu diệt, đề nghị và bái mời các vị thần tiên ở ngũ lôi bộ tiêu diệt toàn bộ những con virus corona không y lệnh quy hồi. Đệ tử bái lạy sư tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Trước uy linh của Thượng Đế, trước uy linh của Hỗn Côn Sư Tổ, Hồng Quân Lão Tổ, Hàng Ma Đại Đế, Trừ Ma Đại Đế, Giáo Hóa Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư vị sư tổ, đệ tử xin bái mời sư tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ra lệnh cho các chư vị thần tiên tiêu diệt tất cả những virus corona kháng lệnh quy hồi. Đệ tử xin bái thỉnh. Mang cái hoa hồng này, cái này ra cùng với thiên vàng đang ở đốt hóa hóa cả số lượng mà bạn này anh
đây. Tuấn Anh chuyển cho Vịnh để đi cứu cùng. Cháu này ra, đi ra đốt luôn, đốt cùng luôn. Ok, đi sớm nữa, cả sớm. Cả sớm. Đây chính là nước, nước thuốc thầy sáng chế ra. Bà con thân mến, hôm nay live stream một tí cái chương trình chống dịch. Còn bây giờ là vào nghi lễ bái sư thì xin phép là bà con là chúng tôi không phát trực tiếp cái chương trình này. Cảm ơn.